Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Buổi sáng sẽ lại hấp dẫn với món sausage mập muffin with egg thơm ngon của McDonald's Hiện nay bạn có thể có được hai bánh này để ăn sáng chỉ tốn 5 đồng Như Hiền và Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê sáng cuối tuần của Đài Lido Sài Gòn TV. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát hành trên hệ thống của đài băng tầng 56.10 trên trang nhà Lido Gòn TV.com Và chúng tôi cũng sẽ chiếu lại trên Youtube và Facebook Ngày hôm nay là ngày cuối tuần Long Weekend, ngày 3 tây tháng 9 năm 2022 Một lần nữa thì nhiều và Lê Thái gửi lời chào đặc biệt đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình và em xin gửi lời chào đến chị Như Huyền Cảm ơn Lê Thái, chào Lê Thái, hôm nay là Long Weekend, phải không? Long Lê, weekend. Thái. Lê Thái chào có ơn. plan đi chơi ở đâu không? Ờ, có thể là tối hôm nay cũng như là ngày mai thì gia đình sẽ mua một vài món ăn rồi ăn ở trong gia đình thôi nghĩa là bbq ừ. hoặc là nấu lẩu này nọ thôi ờ, với những cái lễ ngày lễ này thì một số người bạn cũng như là một số người chị bạn cũng rủ đi san diego cũng đi san jose này nọ nhưng mà không có thời gian ừ. à, tại vì vịnh làm nó chương quá, trình thưa quý vị làm chương trình nữa rồi ừ. mình còn nhiều cái mình phải làm lắm với lại gia đình với con nhỏ nó thành ra thôi dạ. em nhà cho nó lành ăn ở nhà vui <laughs> ngoan phải không quý, ngoan. quý vị và nhờ vậy thì hồi, hôm nay như hiền với lê thái mới gặp quý vị ở trên ngày thứ bảy và chủ nhật và vì không có đứa nào đi vacation hết và ngày hôm nay quý vị biết ở cali biết bao nhiêu trời rất là nóng từ thứ tư cho tới vừa rồi nhiệt độ lên tới gần 98 cho tới 100 độ ở trên khúc về miền núi như là priya vậy thì lên đôi lúc một trăm một trăm hai lần thưa quý vị nóng cực kỳ là nóng luôn và thời tiết ngày hôm nay nếu thường thường đi ra biển thì trời mát mẻ hơn cho ngày holiday, cho ngày Labor Day weekend, rồi ngày mai, ngày mốt thưa quý vị và ngày hôm nay cũng như thường lệ như Huyền và Lê Thái sẽ đem đến cho quý vị những bản tin rất là thú vị và rất là relax vào cuối tuần. Dạ vâng. À, và trước khi đưa đến bản tin đầu tiên thì à, quý vị nào, em nghĩ là cái vấn đề mà xăm người xăm mình thưa quý vị, thì không biết là đối với cái văn hóa Á Đông hiện nay, đối với những cái người lớn tuổi thì ở Việt Nam của chúng ta hiện nay hoặc là ở bên Hoa Kỳ mà người lớn tuổi ở Việt Nam, á, người Việt Nam lớn tuổi ở Hoa Kỳ thì không biết là kem trong cái cách suy nghĩ thì có phóng khoáng là chưa Nhưng mà đối với những người trẻ hiện giờ thì cái phong cách mà người ta xăm mình nhất là ở bên Hoa Kỳ chúng ta thì chúng ta thấy rất là nhiều người người ta tattoo rất là chuyện bình thường, yeah. chuyện bình thường. Uh -huh. và quay trở lại em hỏi chị Như Huyền là chị Như Huyền có có có, có sở hữu một cái hình xăm nào đó trên cơ thể không hồi xưa như có xăm một xăm một cái hình ở Ờ, ở ở ở ở, 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 ở với chân góc góc. Ở Nó cái chỗ cũng không nói. <laughs> Nhưng mà nó khi mà xăm vô cái da anh mình không có nó không có có có, có thích ứng với những cái kim á thưa quý vị nó bị infection. Wow. Có người thì không bị, có người thì bị mà cái da của như thì nó không có chịu nổi cái đó thì cuối cùng phải đi bỏ. Chứ không giờ th... dạ, chứ không thôi là nó bị nó nó bị sưng tấy lên á dạ vâng. Ờ hiện nay thì rất là nhiều người người ta cũng thích xăm mình và đối với những cái người mà lớn tuổi thì trong cái mai của người ta người ta vẫn suy nghĩ là xăm mình là một cái gì đó rất là ghê gớm. Ờ nếu như mà mình nghĩ một cái hình xăm nhỏ trên người đó thì là một cái gì đó ghê gớm rồi thì nếu như quý vị xem cái thông tin ngày hôm nay thì quý vị sẽ không biết là sẽ rất là bất ngờ khi mà thấy một cái người phụ nữ thưa quý vị. Và cái người phụ nữ này năm nay đã là 54 tuổi rồi, hạng U60 rồi thưa quý vị. Cô tên là Kristen đã bắt đầu cái sở thích mà xăm mình cách đây 7 năm về trước. Và thường xuyên á thì cái cô này cô chia sẻ những cái hình ảnh của mình lên trên cái trang cá nhân. Và Christine, Kristen 55 tuổi đến từ Leipzig của nước Đức. À, cô đã chi hàng ngàn bản anh để mà xăm những cái hình hình xăm ở trên người và đã chia sẻ một loạt các bức ảnh mà chụp cách nhau hàng thập kỷ vừa qua để cho thấy rằng là cái bản thân của cô đã thay đổi như thế nào trong những năm qua. Và trên màn ảnh thì quý vị thấy là cô trang cách cách đây khoảng chừng là 30 năm về trước. À, và ở dưới đây thì bắt đầu là cô thay đổi dần dần thưa quý vị. Đây là hình ảnh của cô à, thời hiện hiện tại đây. Và đây là cái cô với những cái hình xăm mà wow. rất là bá cháy à quý vị nào có có dám mà xăm Đầy mình như vậy không? Hả? Giống như một cái vườn hoa vậy. Và cô nói rằng là trong 7 năm qua thì cô đã phủ mực lên 90% cái cơ thể của mình và đầu tư là khoảng 25.000 bản anh tương đương là 35.000 mỹ kim để mà làm cái hình xăm ở trên cơ thể và đây là một cái niềm đam mê dành cho những cái vết mực xăm của cô khi mà cô bắt đầu cảm thấy rằng là mình mình bắt mình xăm cái hình xăm đầu tiên và tự nhiên cô thấy là trên người của cô không thể nào mà không có hình xăm được nữa và từ đó thì cô bắt đầu cô xăm những cái bông hoa lên uh, lên trên cái cánh tay của mình nhất là hoa la hoa kèn và đây là quý vị thấy là cái hình của cô bây giờ với những cái đầy những cái hình xăm sặc sỡ trên cơ thể và mặc dù có một số họa tiết được thực hiện với cái màu đen đơn giản thôi quý vị nhưng mà hầu hết thì các hình xăm tô điểm cho cơ cơ thể của cô Krista này á đều vô cùng rực rỡ và đầy màu sắc và đó chính xác là những gì mà cô ấy mong ước trong những năm tháng vừa qua và nhiều khi cô nói là cô nhìn vào trong gương á, cô cảm giác là cô thấy một cái vườn hoa một cái đồng cỏ xinh đẹp đầy hoa mà khiến cho cô rất là đam mê mà cũng như là ai nhìn vào cũng rất là đam mê và mới đây thì cô đã chia sẻ cái bức ảnh trong quá khứ của cô trước đây là 30 năm và hình ảnh hiện tại của cô như quý vị cũng thấy là đây là một cái sự thay đổi rất là rõ trong một cái người phụ nữ mà thích xăm mình như thế này đây là một cái hình ảnh mà... Nó khác xưa với lại cái hình ảnh của cô mà Lê Thái đã đưa quý vị trong cái 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 hình đầu tiên à, dáng người rất là thon gọn và cái mái tóc và nghĩ rằng nếu như mà <laughs> đối với cái cô này mà đi đến mà cộng đồng ở Á Châu nhất là ở Việt Nam trước chúng ta thì không cái biết người ta lắm. nhìn dữ người ta nhìn dữ lắm đi và cảm dữ. giác giống như là một cái người gì đó rất là lạ ở đâu mà ở, ở một cái hành tinh nào xuống nhưng mà thật sự là đối với Hoa Kỳ thì rất là bình thường đúng không chị cái chuyện rất bình thường nhiều người họ làm luôn. nhiều lắm mà em thấy có nhiều hình xăm xăm đẹp lắm luôn rất, à, rất nhiều luôn xăm chứ. đẹp nhưng mà nghĩ tới cái cạnh mà xăm nó cũng đau thiệt hả? Đâu, nhưng mà thật sự là em 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 hả em không có thích xăm Thật luôn á tùy nhiều ai thì nó thái không, biết thái thái sao, thái thái. không biết xong chị cũng vậy cái gì mà đạo Được. động vô trong kim trong người như sợ lắm thưa quý vị ạ à. à, cảm ơn lê thái à, cái bản tin đầu tiên rất là thú vị và bản tin thứ hai đó là về một chiếc xe bentley khi mà quý vị nhắc tới những cái chiếc xe đó thì dùng cho những người giàu nó tới cả 2 triệu tức là 2 million và ấm tư quý vị mà cái xe đó mình nghĩ tới là những người mà họ đã chơi xe đó rồi rồi ấy, thì đa số là những dân tỷ phú mà trong trong cái kho xe của họ là không biết bao nhiêu loại xe thì vừa rồi à, cái chiếc xe một cái tin thú vị mới được đưa ra là chiếc xe Bentley này nó không có mùi trần tức là nó không nó không có mùi phô điền luôn của việc chiếc xe là không có mùi đi xe mà trời mưa ấy, là ráng chịu nhân nhờ mà người giàu họ đi như mua những cái chiếc xe này rồi á thì dĩ nhiên trong xe họ có rất là nhiều những loại khai sát để chơi không thôi thì chiếc xe gọi này gọi là Bacala là một chiếc xe không có mui từ vì nó không có mui nên cái lúc mà nó họ thiết kế như vậy á cái đường chỉ từ cái design của nó nó rất là smooth và nó nhẹ hơn rất là nhiều và chiếc xe này không chủ yếu về performance nhưng mà họ nói rằng họ thiết kế chiếc xe này chủ yếu là về cho những cái thiết kế bên trong của cái loại này và cái những cái loại gỗ mà rất là mắc tiền như sẽ đưa đến một cách chi tiết là chiếc xe dẫn động gồm 4 bánh có động cơ 12 xi lanh 650 mã lực và trong đó nó mục đích là một trong những cái chiếc xe của Bentley là thuộc sở hữu tập đoàn của Volkswagen với chiếc xe này chạy rất là êm ái thoải mái tại vì nó không có phải có nó không phải tạo ra một cái cái mui trần để mà lúc mà gấp cái mui lại thì chiếc xe nó rộng và thoải mái hơn rất là nhiều thưa quý vị và hiệu suất của chiếc xe này mặc dù là nó không có nhanh như những chiếc xe khác và cái trọng lượng của nó nhẹ là 5.300 pound nó rất là nhẹ và cùng cái người mà họ tạo ra chiếc xe này họ đã chạy thử rồi khi đi chạy ra ra ngoài bờ biển lúc trời mưa thì họ chạy tức là nhanh thì chiếc xe này nó gầm cái tiếng lên rất là mạnh thì như quý vị biết những cái chiếc xe đua của Bentley này và đa số cái phần bên trong của chiếc xe này thưa quý vị đó là cái gỗ mà quý vị có biết cái gỗ này nó nó đã bị gãy xuống cách nó sống 5.000 năm mà nó bị gãy xuống trong một cái vùng mà ngập nước được bảo tồn ở đó thì họ dùng cái gỗ đó họ ngâm trở thành màu đen để họ tạo ra thành những cái chiếc xe từng cái gỗ từng cái miếng gỗ trong này nó rất là mắc tiền và là gỗ quý thưa quý vị và cái màu của chiếc xe này là một chiếc xe màu xanh nhạt mà họ sản xuất ra chỉ có 10 cho tới 12 chiếc thôi họ không phải để bán những người mà họ sản xuất họ order chiếc xe này nó có design đi theo những người chủ của chiếc xe đó thưa quý vị wow cái chiếc xe nó rất là mắc tiền và rất là À, không biết khi nào mình mới sở hữu được một chiếc xe như vậy. Ờ, đối với những người mà thích nhờ, cái dòng xe Bentley này thì em nghĩ là à, để dành tiền thì mua được thôi. 2 đó. triệu. Ờ ừ, thì mình để dành tiền để dành từ từ, đâu không biết được đâu ha Dạ vâng và kính thưa quý vị ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin về cái loại xương rồng thưa quý vị và Lê Thái nghĩ rằng cái loại xương rồng này chắc chắn là quý vị cũng đã cũng sẽ biết. Nếu như mà chúng ta ở vùng California, à, đây là một cái loại xương rồng người ta gọi là saguaro, đây là mang tính biểu tượng của công viên Catalina ở à, trong mấy ngày vừa qua thì nó đã bị gãy cái thân do mưa lớn ở cái bang Arizona, miền Tây của nam của nước Mỹ và trong ngày 30 tháng 8 vừa qua thì các bức ảnh trên mạng xã hội người ta đã đăng một cái loại À, cái hình ảnh mà cái, cái cây xương đồng này nó bị đổ gãy thôi quý vị và đây là một trong những cái cây mà nó có cái tuổi đời là 200 tuổi, từng là biểu tượng trên con đường mòn Remoro Rouge, nhìn ra cái bãi của Sutherland tại công viên Catalina ở bang Arizona. Và nhà chức trách người ta cho biết rằng đây là một cái cây xương rồng đã đổ ra ngoài đường mòn và không cần phải di dời. Và nó sẽ cung cấp môi trường sống và thức ăn cho nhiều loài sinh vật khi mà nó bị phân hủy. Và như quý vị cũng đã biết thì xương rồng, xương lòng Saguaro này là có thể vươn cao tới hơn 10 mét và nặng hơn 2 tấn khi mà nó trưởng thành và chứa đầy nước. Và nó mọc ở rất là nhiều ở phía miền Tây của nước Mỹ cũng như là Mexico và đây là trong những cái cảnh quan mà quý vị thấy rất là đặc biệt mà những cái cây xương rồng này nó hiện diện tại miền Tây Nam của nước Mỹ mà nếu như quý vị nào mà có uh, đã có một lần đi du lịch thì chúng ta nên đi du lịch qua những cái vùng mà sa mạc mà có những cái loài xương rồng rồng này wow. thì quý vị sẽ chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp của loài xương rồng này. Wow. Uh, đẹp ha? Dạ uh -huh. vâng. Uh, uh -huh. uh, mà cao lắm nha, cao từ 10 đến 15 mét là quý vị. Uh, kết thúc thưa quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc phần 1 cà phê sáng của Tồn Như và Lê Thái. Xin quý vị hãy giữ màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo nhận thông tin thương mại bảo trợ cho đài